Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Hôm nay em tiếp tục có video mới để giới thiệu với anh chị cho bác mình một số cái sản phẩm túi sách đang có ở shop em, và hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại em có để ở góc phải màn hình đây, góc này đây anh chị ha. Và anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình có thể kết bạn Zalo với em để mà mình chốt cái món hàng mà mình ưa nhất. Và em xin nhắc lại về cái hình thức thanh toán ở shop em thì em sẽ nhận chuyển khoản 100%, em sẽ đi đơn và em sẽ không nhận ship code cũng như là không nhận cọc anh chị ha. Anh chị mình thông cảm. Và khi mà anh chị nhận hàng về, nếu mà nó có lỗi lầm gì hoặc là nó có cái sai khác nào mà em không có báo trên video thì anh chị có thể liên hệ lại và em sẽ cố gắng xử lý một cách hợp lý nhất và nhanh nhất cho mình. Cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm anh chị ha. Đầu tiên trong video hôm nay thì em sẽ có một cái clip cầm tay của thương hiệu Renoma. Renoma thì em trước giờ cũng giới thiệu rất là nhiều sản phẩm rồi. Họ có cả bằng vải, bằng canvas. Và cái này, riêng cái bản này thì nó bằng da thật anh chị ha. Nhiều khi mà mình gặp một cái bản mà nó tương tự như vậy, nó cũng là màu nâu y chang như vậy, nhưng mà nó sẽ lại là canvas anh chị. Nhưng mà riêng cái này em đang giới thiệu với anh chị là da thật nha. Đấy, cái này thì một cái clutch cầm tay mà dán vuông, dán hộp vuông, và nó không có cái dây đeo ở đây. Đó, cái này thì các cô, các chú, các anh, chị gì mình có thể xài được hết. Ví dụ các anh, các chú thì mình đựng đồ linh tinh, còn các chị thì mình đựng mỹ phẩm đồ này kia thì cũng rất là đẹp luôn. Và cái foam này nó cũng vừa xài, Renoma của Paris anh chị ha, màu nâu. Cái màu này là cái màu đặc trưng của Renoma này luôn. Kích thước sẽ được có là 23 này nhân với lại 17 và nhân với cái bảng đáy là được 6.5 cm. Chất liệu của nó là da bò anh chị ha. Ở trên cái khóa thì người ta có dập là Renoma đây. Đó. Ở trên từng cái nút, những cái nút nhỏ 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 này người ta cũng dập Renoma hết anh chị nha. Và đây là một cái dòng cổ điển, cái chữ R là cái thương hiệu Renoma. Rồi, đây là góc cạnh đây. Độ mới của cái clutch này thì nó khoảng được 85%. Hàng đã có qua sử dụng nhưng mà góc cạnh thì còn rất là ok ha, sờn cực kỳ ít luôn. Đó. Nói chung là mình mua về mình xài vô tư chứ không có lo mà mình mua về nó cũ xì rồi mình không có xài được anh chị nha. Cũng rất là đẹp. Cái này thì bên trong là lót vải dập hiệu anh chị ơi. Đây. Lót vải đây anh chị nha. Và bản thân của nó sẽ không phải là foam cứng nha, foam của nó cũng mềm mà mình có thể gia giảm này kia, đựng đồ nhiều hay ít thì nó cũng như vậy, nó cũng rất là đẹp luôn. Giá của nó là 650.000, anh chị chốt giùm em mã là túi cầm tay Renoma giá 650, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy anh chị ha, 650 cho cái clutch Renoma. Tiếp theo thì em sẽ có một cái túi da mộc. Túi da mộc này thì dành cho nữ anh chị ha, và đây là một túi da mộc foam cứng, da cứng. Và người ta làm cái kiểu để mình đeo chéo nhỏ nhỏ, gọn gọn, xinh xinh như vậy. Chị nào đang cần một cái chiếc túi để mà mình đi đựng điện thoại hay là đi du lịch gì đó thì cái này, đi du lịch hè đồ này kia, những cái mẫu này nó rất là đẹp luôn và chất anh chị ha. Và lưu ý là dành cho chị nào mà mình thích gu chất, gu mộc. Còn nếu mà mình thích độ mới cao hoặc là mình thích hàng hiệu thì mình sẽ chọn những cái sản phẩm khác nha anh chị. Cái kích thước của cái túi đeo chéo này thì nó sẽ, cái miệng là được 18.5. Rồi cái chiều cao lên nó là được 20, và cái bảng đáy là sẽ được 4 cm. Đó, như vậy anh chị nha. Và tất cả của nó đều là da từ trước ra sau, và kể cả cái dây nguyên bản của nó cũng là da luôn. Khoen khóa thì đồng giả cổ. Và trên cái mặt da mộc này thì nó sẽ có một số cái vết xước móng tay anh chị ha. Đặc trưng của cái da này thì nó mong manh dễ vỡ vậy đó. Mình xước nhẹ, mình chạm nhẹ thôi nó cũng sẽ có cái vết trắng trắng như vậy, và đó cũng là cái đặc trưng của dòng da này. Rồi cái khóa mở thì nó không có kim loại nha, nó bằng da luôn. Ở bên trong thì hàng có hiệu nha anh chị, hàng hiệu của Nhật ha. Đấy. Khi mà mình mở ra thì mình thấy là cái chỗ của cái nắp nó đẩy lại nè, nó sẽ hơi đậm màu hơn ở dưới chút xíu, tại vì nó được bảo vệ, còn cái phần kia thì nó ra nắng gió đồ này kia thì nó sẽ hơi nhạt màu hơn chút xíu. Nhưng mà chị nào mà thích gu mộc rồi thì thấy mấy này nó bình thường không có sao hết trơn, mình thấy nó cũng đẹp thôi. Rồi bên trong thì không có lót vải gì hết mà là cái mặt sau của cái da luôn. Dây là dây nguyên bản theo túi nha. Dây này thì là dạng dây đeo chéo mà mình có thể tăng đưa được. Đây, các chị mình đeo như vậy ha. Đó, rất là đẹp luôn. Và khi mà mình đi du lịch đồ này kia đó thì mình mặc những cái đồ mà nó bụi bụi chất chất á, thì mình xài những cái túi da này nó rất là đẹp. Phía sau có ngăn nữa anh chị nha. Túi này em đang bán với giá là 750.000. Anh chị chốt giùm em mã là túi mộc đeo chéo giá 750 anh chị ha. 750 là giá đang khuyến mãi, tại vì cái này em cũng giới thiệu một hai lần rồi. 750 cho cái túi này. Anh chị chốt giùm em mã là túi mộc đeo chéo giá 750. Mà cái này dành cho nữ thôi anh chị nha, nam thì mình xài mẫu khác. Tiếp theo thì em sẽ có một cái clutch của Đức. Clutch này thì là clutch da mộc luôn. Da mộc cứng, foam cứng, đứng firm anh chị nha, da nó rất là dày. Đây, hàng hiệu của Đức anh chị ha.
Hiệu của Đức thì đa phần là mình sẽ gặp Gonfil hay là Einer, những cái hiệu Đức khác thì mình ít gặp lắm. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm hàng hiệu của Đức và giống như là hàng thủ công vậy đó, cực kỳ đẹp xinh luôn. Cái này thì em thấy là ví dụ như em là nữ này, em cầm thì thấy nó cũng rất là ok, rất ổn, nhưng mà thật ra là cái form của nó là form cứng, nó đứng đó anh chị, nó kiểu mạnh dạn mạnh mẽ, thì cho nên là em nghĩ là các anh các chú xài sẽ đẹp hơn các chị xài. Màu nâu đẹp lắm nha. Kích thước của nó sẽ được là 26 nhân với lại 19 và nhân với lại 6 cm. Rồi, đây là mặt trước đây, cái khóa chìa anh chị nha, còn chìa khóa không em quên rồi, để em kiểm tra lại nha. Ở bên trong thì sẽ là cái lót, gọi là lót da luôn. Đây, người ta lót da bên trong có nhiều ngăn như vậy nha anh chị ơi, đẹp lắm. Cái glass này cực kỳ đẹp, độ mới nó khoảng được 90%. Da mộc mà độ mới này là cũng hiếm lắm đó anh chị. Thường là da mộc là độ mới nó tầm bảy mấy phần trăm thôi, không có mới hơn đâu. Có một ngăn khóa kéo nhỏ và cái chìa khóa nó nằm trong đây. Đây cho anh chị nha, cái chìa khóa. Rồi, cái này thì có dây đeo nè. Cái dây này anh chị muốn đeo thì mình kéo ra, rồi mình không có xài thì mình gắn nó vô. Đó, người ta thiết kế chỗ này anh chị nha. Do nó là cái da mộc cho nên người ta thiết kế cũng đơn giản mộc mạc thôi, không có cầu kỳ với cái khoen khóa gì nhiều đâu, chỉ có cái khóa chỗ này thôi. Và cái hiệu này là cái hiệu Leonhard Hayden của Germany, và cái hiệu này có từ năm 1891. Nó cũng có từ những năm tương đương với cái Goldfield anh chị ha. Đây, ở trên khóa thì có một vài cái vết trầy anh chị nha. Rồi, cái clutch này rất đẹp luôn ha, giá của nó là 1.900.000. Anh chị chốt cho em bảo là túi cầm tay của Đức, giá là 1900, hàng hiệu của Đức anh chị ha, và kể cả nó là da mộc độ mới cao nữa thì mình rất là có xứng đáng để mà mình sử dụng cái túi này rồi anh chị nha. Em có một chiếc túi dành cho các chị nè, túi này thì độ mới không cao ha, túi này là dạng túi công sở hoặc là mình đi chơi đi công việc đồ cũng được, độ mới nó khoảng tầm được 82-83%, xài vô tư, chất liệu là da thật nha anh chị, chắc là da thật. Size đáy là được 29 nè, size miệng là được 24, và cái chiều cao lên là nó sẽ được 20, bản đáy là được 11 cm. Cái form này là form hộp và mình xách tay như vậy đó, mình xách như vậy để em xem coi nó có cái dây không anh chị ha, coi có cái dây đeo không. Sản phẩm này không có dây đeo, hàng hiệu nha, Bianchi đó anh chị, và được Made in Italy. Cái lót bên trong là lót da thật như vậy nè, nó có một ngăn lớn như vậy. Nhưng mà cái này phù hợp để mình mua sử dụng đi làm đồ này kia thôi, tại vì nó không có độ mới cao, độ mới nó nhỉnh hơn 80% chút xíu thôi, phù hợp để sử dụng ha. Mua tặng thì cái này không hợp anh chị nha. Và chị nào hoặc là cô nào mà mình đã từng quen với xài hàng si á, thì mình hãy chốt những cái túi mà độ mới như vậy. Còn không thì mình chọn những cái mà nó độ mới cao hơn để mình khi nhận hàng mình đỡ với kiểu hụt hẫng tại sao hàng cũ anh chị ha. Tại vì kênh của em là bán hàng si, hàng đã qua sử dụng. Rồi cái này thì không có dây đeo nha anh chị. Khá là đẹp luôn, hàng hiệu của Italy. Và giá em đang bán với giá là 650 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã là túi xách đen 650 anh chị nha. Xách như vậy đi làm cũng rất là đẹp thôi, hoặc là mình đi công việc đi tiệc tùng gì cũng đẹp anh chị ha. 650 cho cái túi này, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình anh chị ha. Đây, cái da này không phải là da kỳ đà kỳ nhông đâu nha anh chị, nó là da dập vân á, da thật dập vân kỳ nhông. Rồi em có một chiếc túi dành cho các chị nữa nè, túi này thì da thật nha, form này nó cũng khá là trẻ trung, túi này giá tốt lắm. Cái màu của nó sẽ là màu nâu, nâu hơi kiểu ruốc ruốc á, chứ không phải là nâu bò ha. Cái form này thì nó cái độ tuổi nào các chị các cô mình cũng có thể xài được, và mình có thể xài hai kiểu luôn. Trước tiên là để em đo cái kích thước nha anh chị. Size đáy là 30, size miệng là 25, chiều cao lên là 23 và cái bản đáy nó là 12 cm. Đấy, cái này là chất liệu da bò hạt anh chị nha, da cực kỳ đẹp luôn. Độ mới nó khoảng được trên 85-87%. Đấy, mặt trước mặt sau thì nó giống nhau, mình dễ xài. Cái kiểu này nó cũng kiểu Hàn Quốc nha, đấy, kiểu cái form của mấy chị Hàn Quốc ha. Rồi bên trong thì có cái miệng, nó có dây kéo đây, mình kéo cái miệng ra thì ở trong là lót vải hàng dập hiệu luôn, hàng có hiệu nha anh chị, nhưng mà không có ghi xuất xứ nước nào, đã vê ốp gì đó. Khoen khóa thì còn vàng ươm, bên trong có hai ngăn và một cái ngăn khóa kéo nhỏ. Cái này thì nó có hai dây và một dây là kiểu như vậy, mình thể xách tay hoặc là mình đeo vai ngắn như vậy nè. Đó, đeo vai ngắn như vậy để đi làm ha, hoặc là các chị có cái sợi dây này. Dây này hiện tại thì mình đeo vai dài, không thì mình có thể tăng đưa. Tăng đưa thì nó sẽ thành cái dây đeo chéo anh chị. Đây. Như vậy ha, chỗ này tăng đưa còn được dài lắm. Mình nếu mà mình muốn đeo chéo, đó cũng rất là đẹp anh chị nha.
mình muốn đeo chéo thì mình có thể tăng đưa ra, nó còn rất là dài nha. Khoen khóa thì còn vàng, đái thì có đinh luôn. Cái này giá của nó là 400.000, anh chị chốt giùm em mã là túi da 400 hoặc là túi da đeo vai 400 hay, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy, 400.000 anh chị nha. Video này hôm nay cũng ngắn thôi, hàng mới về thì em tiếp tục giới thiệu thêm nhiều hàng nữa anh chị ha. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu lại cho các anh chị một cái clutch của thương hiệu Takeo. Em có hai cái Takeo, một cái là độ mới mình làm quà tặng được, và một cái là mình mua sử dụng được anh chị nha, và giá nó chênh lệch nhiều. Đầu tiên là cái mà độ mới keng len keng này luôn, mới khoảng 98%, thương hiệu Takeo Kitkuchi. Đây cái hiệu của nó đây anh chị nha, hiệu này là hàng hiệu của Nhật, và cái kích thước của nó sẽ là được 26 này nhân với lại 18 và nhân với cái đáy là được 7 cm. Khóa là khóa IKK. Đây cái khóa rất là xịn luôn. Và cái Takeo này nếu mà anh chị đi săn những cái clutch mà vintage cổ điển bằng full da rồi đó thì mình sẽ hay gặp được cái mẫu này. Cái mẫu này thì hay gặp nhất nếu mà mình đi săn của Takeo anh chị ha. Đây cũng là một thương hiệu mình có thể sưu tầm được tại vì nó rất là có giá trị cao ở Nhật. Ở phía trước thì có một ngăn nè. Bên trong là lót da màu kem, đẹp lắm, hàng Made in Japan anh chị nha. Có cái dây, mình muốn xài thì mình xài, không xài thì mình cất vô. Rồi, ở trong nó như vậy anh chị nha. Đây, mới ken ha, không có gì để chê. Cái này thì các anh các chú mình xài được, đẹp. Form nó cũng là dạng form đứng, cứng như vậy anh chị nha. Hoặc là mình xách bằng cái này. Đó, hoặc là mình có cái này để mình xách. Mình không xài thì mình cất vô hoặc là mình tháo ra luôn, tại vì nó sẽ gài vô anh chị nha. Cái mới này á, thì giá của nó là 2.500.000. Anh chị chốt giùm em mã là túi Takeo 2500 hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình. Nhưng mà do hôm nay có hai cái Takeo lận cho nên đó là anh chị chốt thêm giùm em cái mã tiền anh chị ha. Cái này là 2.500.000 nè. Em có một cái y chang luôn á, thì nó sẽ giá nó có 1.400.000 thôi, tại vì cái độ mới nó không bằng. Cái thứ hai này thì là hàng đã có qua sử dụng rồi nha anh chị. Cái này nè, cái này thì hàng đã có qua sử dụng rồi, góc cạnh nó có sờn anh chị ha. Còn cái kia là dường như mới, cái kia thì mình mua tặng là vô tư đó. Đây anh chị, này thì dễ thấy nhất anh chị ha. Đây góc cạnh có sờn nhưng mà tổng thể thì nó rất là đẹp, phải trên 85%, và trong ngoài thì nó y chang luôn. Đấy, trong ngoài không có gì khác biệt hết. Cái này thì giá của nó là 1.400.000, cũng là size 26. Nếu mà anh chị thích xài thôi thì mình lấy cái này, còn mình thích VIP hơn hoặc là mình mua tặng này kia thì mình lấy cái này. Cái này giá 1.400.000, anh chị chốt giùm em mã là túi Takeo 1.400.000 anh chị ha, hoặc là mình chụp giùm em màn hình rồi ghi thêm cái giá giùm em là được. Đó là cái Takeo, hiện tại thì em có hai cái. Tiếp theo thì em sẽ có một cái clutch, còn hai cái clutch nữa. Một cái là của da da độc lạ, một cái này là da đà điểu anh chị ha, da đà điểu màu đen. Cái này đẹp lắm, độ mới cũng cao luôn, độ mới phải được 95-96%, rất là mới ha, mà dường như là hàng trưng bày hoặc là người ta sử dụng ít lắm. Độ mới rất là cao và thỉnh thoảng mình, nếu mà mình cần thì mình có thể mua tặng người thân được luôn đó anh chị, tại vì nó rất là đẹp mới. Và nó là da độc lạ, da phong thủy nha. Size ngang là được 28 này, chiều cao lên là được 19, và cái bảng dày của nó khoảng 5 cm là khi mình chưa đựng đồ đó. Cái này thì nó có cái quai đây, cái quai đây, cái quai mình có thể xách như vậy, như một cái cặp nhỏ như vậy ha, hoặc là mình không xách thì mình kẹp nách mình dày, hoặc là mình cầm như vậy cũng rất là đẹp. Khóa số luôn, khóa số hiện tại nó là 3 số 0. Đấy, clutch mà khóa số là thấy uy tín rồi anh chị ha. Và cái này thì form nó kiểu vững vàng mạnh mẽ cho nên là các anh các chú xài đẹp, full da đà điểu hết luôn. Đấy. Rồi, góc cạnh đều còn rất là ok anh chị ha. Khoan khóa thì nó không có trầy nhiều đâu, một hai vết trầy nhẹ nhẹ thôi, trầy kiểu mình do mình để lên để xuống á. Bên trong còn xuất sắc dữ nữa, bên trong á là lót nhung. Đấy, có nhiều ngăn như vậy anh chị ha, và có mấy cái ngăn khóa kéo nữa. Sản phẩm này thì không có hiệu nha anh chị, nhưng mà nó là da thật ha, da đà điểu thật. Giá của nó là 2.900.000. Anh chị giúp giùm em mã là túi cầm tay đà điểu đen, giá 2.900 anh chị nha. Rất là đẹp luôn, các anh xài mấy cái mẫu này là sang vô cùng luôn anh chị ha. Rồi, 2.900.000 cho cái clutch đà điểu. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái clutch của Burberry. Clutch Burberry đẹp lắm, Burberry cổ điển anh chị nha. Cái này thì hàng đã có qua sử dụng rồi chứ không mới ken, và em bán giá cũng có 2.000.000 thôi, không có cao ha. Thường là Burberry nó phải 4XX, 5XX. Thường là trên những hội bán hàng si thì Burberry là một cái thương hiệu
người ta bán giá rất là cao, tại vì cái bản thân của nó giá cũng rất là cao mà. Đây là một cái clutch Burberry full da thật, và cái dòng này là cái dòng cổ điển nha anh chị, dòng cổ ha, hàng vintage cổ điển. Cái màu của nó sẽ là màu nâu nhạt nha, cho nên là các chú mình thích hàng si, mình thích hàng xịn, hàng hiệu VIP á, thì mình xài cái này đẹp, tại vì cái màu nó nhạt á, thì thường các anh không thích bằng. Các anh thì thường thích màu nâu đậm, nâu bò cháy á, hoặc là màu đen thì nó sẽ kiểu lịch lãm trẻ trung hơn. Size là được 25.5 nhân với lại 18 và nhân với lại 7 cm, có cái tác hiệu ở đây bằng giá đây anh chị nha. Rồi trên cái khoen khóa này là cái khóa này là khóa IKK, và từng cái nút này người ta đều dập hiệu Burberry hết ở đây. Đây mướt nha, khóa rất là mướt luôn. Bên trong là lót vải sọc đặc trưng của Burberry, và cái vải sọc này là cái vải sọc cổ điển luôn anh chị nha. Còn cái vải sọc hiện nay mà mình hay gặp cũng là dòng cũng xưa đó, thì nó sẽ là cái hình này luôn nè, hình mà cái ông mà ông cưỡi con ngựa rồi ông cầm cái chiên rồi đó. Nhưng mà cái lót này là cái lót của kiểu cổ, mình có thể sưu tầm được. Có cái tag kim loại Burberry ở đây, nhưng mà cái tag thì nó cũng hơi hơi mờ anh chị ha, mình không có thể yêu cầu cao hơn, tại vì đây là cái dòng hàng cổ. Giá của nó là 2950 anh chị nha, mình cho em mã là túi cầm tay Burberry 2950. 2950 là tại vì nó là hàng hiệu VIP. Đó, thì nó cũng sẽ là cái dáng clutch như vậy, mình có thể đi tiệc được nha. Cái này dù là nó đã qua sử dụng nhưng mà mình đi tiệc cũng vô tư ha, và cầm vô là biết là mình đang hàng xài hàng VIP liền. Rồi 2950 cho cái clutch Burberry anh chị nha. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái cặp của Đức nữa. Cặp này thì đấy, cái màu của nó thì nó thiên về màu hơi hướng màu nâu đỏ hơn anh chị nha. Cặp này thì vừa A4 vô tư rồi. Để em đo kích thước nè, size là được 35 nhân với lại 30 và nhân với lại 4.5. cái này thì A4 vô tư. Anh chị nào mà xài laptop thì mình nghe giùm em cái kích thước anh chị nha, nhiều khi mình xài to quá thì nó không vừa, mà xài vừa vừa nhỏ nhỏ thì ok. Cái này thì mình có thể gắn dây vô mình đeo, hoặc là mình xách như vậy cũng đẹp. Đó, cái này thì nam nữ đều xài được, anh chị thấy là em xách cái này thì thấy nó cũng hợp á, nó cũng đẹp. Đây này, mình đi làm công sở mà mình cần phải cầm giấy tờ nhiều á thì mình xài những cái này anh chị nhé, nó cũng rất là đẹp luôn. Chất liệu là da bò và hàng hiệu của Đức anh chị nha, và cái này thì đã qua sử dụng rồi chứ không phải mới ken nha. Hàng độ mới nó khoảng 85-87%, không có rách lõi gì hết, nhưng mà nó phải có vết thời gian rồi anh chị nha. Góc cạnh này có những cái vết sờn nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, và có một cái điểm là ở trên cái da này nè, tại vì ở đây em quay cho anh không thấy, anh chị không thấy á, ở bên trong nó giống như là có cái đồi mồi vậy đó. Mình thấy khi mà mình nhìn zoom kỹ ở ngoài thực tế á, thì mình sẽ thấy được là nó có những cái vết đen, nó chìm ở bên trong, nó không có bị nổi cộm như là những cái da mộc anh chị nha, nhưng mà mình vẫn thấy nếu mà mình soi kỹ vô anh chị ha, trên cái da đó, nó đều luôn, mặt trước mặt sau đều có luôn. Da thì rất là chất, da của châu Âu, và cái này là hàng có hiệu nha, ở đây người ta ghi là Starline nè. Hàng này thì được sản xuất tại Đức nha, Made in Germany bên trong. Đó, nó có ghi cái chữ Made in Germany nha. Bên trong thì có một ngăn lớn và một ngăn khóa kéo nhỏ, có một ngăn nhỏ bên đây nữa. Rồi, dây đeo nguyên bản theo túi luôn. Dây này dây bản nhỏ ha. Nếu mà các anh xài mẫu này thì mình thích cái bản nhỏ thì mình có thể xài, còn không thì mình xách thôi. Còn các chị thì cái dây này thì quá phù hợp rồi. Dây là dây zin theo túi, rồi nó là cái bản nhỏ xíu 1.5 cm ha. Đó. Đẹp. Cái màu đỏ rất là đẹp nha, da chất. Nhưng mà cái này thì người ta làm không phải màu nâu bò, mà người ta làm màu đỏ, nâu đỏ. Starline, khóa chìa, quên nữa, khóa chìa, và để em xem coi, khóa chìa và mất chìa khóa nha anh chị. Mất chìa rồi đó, khóa chìa nhưng mà mất chìa khóa. Đẹp anh chị ha. Cái này thì em đang khuyến mãi là còn 1.4 triệu, hôm trước là em bán 1.5 triệu đó, em khuyến mãi còn 1.4 triệu cho tuần này luôn anh chị nha, và hy vọng là có anh hoặc là chị nào thích cái này, tại vì cái này nó đẹp xịn lắm. Mình chốt giùm em mã là cặp da của Đức giá 1.400, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình như vậy anh chị nha, 1.400.000 cho cái cặp này full da bò luôn, rất là đẹp, hàng hiệu của Đức. Em có một cái chiếc hai cái túi để đựng áo vest, nhưng mà hai cái túi này nó đặc biệt lắm anh chị ơi, hai cái nha. Anh nào mà hay đựng áo vest đồ này kia thì mình chốt cái này để em lấy cái góc này để lên cho anh chị xem ha, tại vì nó to đùng mà.
thường là cái túi áo vest cái mẫu kia em hay bán á, là nó khác. Còn cái này thì nó như vậy đây. Đây, đầu tiên là một cái này bằng vải nè, mà mình có thể vừa đựng áo vest, mình vừa đựng đồ đi đi du lịch luôn, nó đẹp lắm. Đây, bằng vải nha anh chị ơi, cái này là vải phối với canvas chứ không phải da nha, nhưng mà nó to lắm và mình có thể xài hai kiểu. Đầu tiên là như vậy, đầu tiên là mình có thể đựng áo vest trong đây ha. Đâu cái chỗ đựng áo vest đâu rồi, đây to cho nên nó hơi khó để em thao tác nha. Ôi, trong đây còn tặng kèm cho mình một cái dây, cái này là cái cà vạt luôn, cà vạt này là của hiệu của Nhật luôn á anh chị. Đây, cái này các chú xài, cái này nó nằm trong cái túi luôn ha, cho nên là em giao y chang như vậy luôn nha. Đó, có một cái chỗ có nhiều ngăn, một ngăn này thì để mình để cà vạt, trong đây có sẵn cái cà vạt luôn. Rồi có một cái ngăn mà để đựng áo vest nè. Đây, bên trong này có mấy cái ngăn để đựng áo vest, để mình móc cái móc vô đây nè anh chị nha. Đó, móc cái móc vô đây. Nó to quá cho nên là nhiều khi em làm như vậy thì anh chị khó hình dung phải không? Rồi khi mà mình không đựng áo vest á thì mình sẽ bật cái này lên. Nó có cái chỗ này nè, mình bật lên mình kéo dây kéo lại thì nó sẽ thành một cái túi chống để đi du lịch. Đỉnh chưa? Rất là xuất sắc luôn ha. Này để em kéo lại như cái túi chống cho anh chị dễ hình dung cái túi này ha. Nó bằng vải thôi mà nó rất là đẹp và nó kiểu ứng dụng cao, hàng có hiệu luôn. Cái này nó được made in China anh chị ha, hàng có hiệu, mà cái hiệu này chắc hiệu của Nhật á, nhưng mà nó được sản xuất tại Trung Quốc. Rồi mình kéo lên á thì nó sẽ thành cái túi trống như vậy. Rồi đại diện như vậy đó anh chị ha. Hả, khi mà anh chị kéo lên hai cái nắp hai bên đó thì nó thành cái túi trống để mình xách đồ đi công tác hoặc là đi du lịch. Rồi khi mà mình đến nơi đó thì mình sẽ mở ra để mình đựng mấy cái áo vest đồ này kia mà mình đã ủi sẵn đồ đó, mình đựng vô đây thì nó sẽ không có bị nhăn. Rồi xuất sắc chưa? Rồi cái này thì cái màu nó cũng đẹp nha, độ mới cao, nhưng mà hàng có qua sử dụng anh chị ha. Size là được 50 nhân với lại 33 và nhân với lại 30. Đại diện như vậy thôi nha. Cái này thì không có thấy dây nha anh chị, không có thấy dây đeo. Rồi bên đây thì người ta có kèm theo cho mình một cái cà vạt nha. Cà vạt này em thấy cũng mới lắm. Đấy, màu xanh. Đó, như vậy ha. Cà vạt này hàng hiệu của Nhật luôn đó. Một cái cà vạt này thì giá của nó cũng phải 300-400 ngàn rồi. Nhưng mà nó trầm kèm theo túi luôn, cho nên là em giao y chang như vậy cho anh chị luôn, không có lấy ra đâu. Rồi, cái này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu đây? Đây cái đó đây anh chị nha. Rồi khi mình tới nơi thì mình gấp gọn. À chỗ này nó có cái chỗ móc dây nhưng mà nó bị mất dây rồi anh chị ha. Em không thấy dây đeo theo. Rồi cái này giá của nó sẽ là 750 ngàn. Anh chị cho giùm em mã là túi trống đựng áo vest giá 750. Túi này đẹp nha. Và cái màu nó cũng kiểu hiện đại anh chị ha. 750 là kèm theo cho mình một cái cà vạt luôn và mất dây đeo. Là một cái vừa đựng, vừa làm túi trống du lịch và vừa làm cái túi đựng áo vest luôn. Rồi cái đó bằng vải nha anh chị. Em có một cái chiếc túi thứ hai, nó cũng to đùng để đựng áo vest nè, và nó bằng da. Rồi cái này thì có hiệu luôn, hiệu Asak gì đó đây, và nó cũng sẽ xài được hai kiểu luôn. Anh chị có thể đựng áo vest ha, và sau đó là mình đựng khi mà mình tới nơi thì, hoặc là mình cần thì mình đựng quần áo mình xách đi cũng được. Đây chắc là gài như vậy quá đó, có dây đeo nha. Cái anh mình đựng đồ xong mình quải như vậy, nó bằng chất liệu bằng da anh chị nha. Đó, mình quải như vậy ha. Da này là da tổng hợp chứ không phải là da thật đâu anh chị, da tổng hợp nha. Rồi nó cũng to đùng ha, màu đen rất là đẹp, độ mới khoảng 85%. Rồi khi mà mình tính cần thì mình sẽ xài nó như là một cái túi đựng áo vest, thì bên trong này nó có sẵn cái móc cho mình. Cái túi hồi nãy thì có chỗ để móc nhưng mà không có sẵn cái móc nha. Rồi cái này thì nó có sẵn cái móc như vậy cho mình, bên trong thì lót vải có nhiều ngăn. Đấy. Rồi có cái có nhiều ngăn nhỏ bên trong nữa anh chị, nói chung là một cái túi tiện dụng nha. Rồi, như vậy đó. Rồi mình khi mà mình cần thì mình quải đi, nó cũng rất tiện luôn. Cái này thì giá nó mềm hơn cái kia một chút. Độ mới nó khoảng 85% thôi, cái kia thì nó độc đáo hơn nhiều anh chị ha. Cái này thì mình quải như vậy. À, giá của cái này nó sẽ là 600 ngàn.
Đó, 600 ngàn anh chị nha, anh chị giới cho em mã là túi đựng áo vest số 2 hoặc là túi đựng áo vest 600 ngàn anh chị ha. À, túi đựng áo vest thì chuyến này em về được hai cái này mà nó cũng khá là lạ lạ. À, em có một cái clutch này hàng mới về luôn nè, hàng hiệu của Italy, cái này thì có hộp. À, và cái clutch, cái form này hôm giờ anh chị tìm rất là nhiều. Đây, đây anh chị nha, đẹp lắm. Cái này thì nam nữ đều xài được các chị, nếu mình thích thì mình đựng mỹ phẩm đồ này kia cũng rất là ok. Các anh thì mẫu này thì vô tư rồi, mẫu này rất là đẹp luôn. Và hổng giờ em về được cái này là cái thứ ba trong năm nay. Hôm trước thì của phần đát đó, cái mẫu cái form này nó cũng ít có lắm, đa phần là mình gặp mấy cái form kiểu này thôi. Rồi kích thước của nó sẽ được là 25 nhân với lại 12 và nhân với lại 10 cm. Cái này nó có hai cái hệ thống chìa khóa đây anh chị nha, ở trên từng khoen khóa người ta dập hiệu luôn. Sản phẩm này được made in Italy anh chị ha. Rồi ở bên trong á thì người ta có cái hai cái ngăn nhỏ nhỏ nữa, lót trong là lót da tổng hợp. Phần này nè, cái phần mà viền viền dập vân này là da thật, còn phần vía bên dưới này á thì để em test lại thử coi, chứ này nó cũng là da thật luôn anh chị nha. Rồi full da thật hết luôn, nhưng mà tại vì cái này người ta làm kiểu người gắn thêm cái phần da lạ vô đây thôi. Hàng có hiệu, hiệu của nó là Ubeto Rino Chiti gì đó, hàng hiệu của Italy anh chị ha. Đấy, mình xách như vậy đẹp lắm, trên khăn khóa người ta dập hiệu hết luôn. Đây đó, khăn khóa người ta dập hiệu hết trơn luôn. Cái này đẹp, giá của nó cũng tốt nè anh chị. Giá của cái túi này nó sẽ là 1250. Anh chị chốt giùm em mã là túi cầm tay Italy, giá 1250 anh chị nha. 1.250.000 cho cái túi này, rất đẹp ha, còn full hộp luôn, độ mới rất là cao. Em có một cái chiếc túi đà điểu dành cho các chị đây. Túi nữ thì em đang về thêm đó. Các chị mà mình muốn mua làm quà hay là các anh mình muốn mua làm quà những cái ngày lễ sắp tới thì mình đợi thêm em vài ngày nữa anh chị ha. Hiện tại thì em đang có cái túi này và mình mua tặng cho nhà bạn bè, người thân hoặc là khách hàng đồ này kia đều được hết, tại vì nó rất là mới và nó có rất là có giá trị ha. Sản phẩm này còn cả cái hộp luôn. Túi này thì là một cái túi da đà điểu, full da đà điểu màu nâu, dán sách tay thôi, không có dây đeo nha. Kích thước của nó sẽ được đó là 29 nhân với lại 20 và nhân với lại 13 cm. Dán mình xách như vậy hoặc là các cô mình đeo vô cái cổ tay như vậy rất là sang luôn. Và cái form này cũng như là cái màu này thì nó hơi đứng tuổi, khoảng tầm 48-50 trở đi thì mình xài cái mẫu này nó đẹp ha. Còn mình trẻ hơn thì mình chọn những cái mẫu khác giùm em. Cái form này thì nó kiểu đơn giản, tinh tế, nhẹ nhàng anh chị nha, không có cầu kỳ gì hết. Và thường là các cô mình hơi lớn tuổi chút xíu thì mình không thích cầu kỳ, thì cái này nó đảm bảo ha. Rồi hàng này là hàng có hiệu luôn á anh chị, hàng hiệu của Nhật. Hiệu của nó là hiệu Andre Made in Japan ở trong đây nha. Bên trong đó là lót vải nhung đó, có rất là nhiều ngăn, có một ngăn khóa kéo nhỏ ở đây nữa nè. Hàng có chứng nhận GRA. GRA là cái hiệp hội người ta chứng nhận da xịn cho mình á anh chị. Những cái túi mà có chứng nhận GRA là đảm bảo được chất lượng của da. Đây cái tag này, tag kim loại luôn chị ha, GRA. Rồi đẹp lắm nha. Góc cạnh thì chưa có qua sử dụng mà nên không có gì để chê. Và màu nâu đậm, có bên sau có ngăn nữa. Ở bên trong thì có còn sổ thẻ nè, sổ thẻ chứng nhận là da đà điểu thật. Rồi lời cảm ơn của hãng gì đó, rồi cái cạc nữa, nhiều lắm anh chị ha. Nói chung là full box luôn, như mới luôn, chứ chưa có qua sử dụng. Mình mua tặng cái này thì nó rất là VIP luôn. Và cái hộp của nó là cái hộp này, em giao cho anh chị thì em cũng bỏ vô hộp bình thường để nhiều khi mình có tặng quà. Đấy, cái hộp của cái túi anh chị nha. Túi này thì giá của nó là 2.800.000. Anh chị giới cho em mã là túi đà điểu nâu 2800. Túi điểu nâu 2800 anh chị ha. Rồi, và em sẽ kết thúc video hôm nay ở đây. Video hôm nay khá là ngắn thôi, để khởi động tuần mới anh chị ha. Và hẹn ở nhà vào những cái video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm rất là nhiều hàng mới nữa đến với anh chị. Và hiện nay thì shop em đang có một cái shop ở trên Shopee, và phía bên dưới phần mô tả thì em có để cái link. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu mua hàng ở Shopee hoặc là mua những cái hàng handmade, hàng da để mình tặng quà đó, thì mình có thể dạo thử vào cái Shopee của em anh chị ha. Nếu mình thích món nào thì mình mua ủng hộ shop giúp em anh chị nha. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.